Hôm nay chúng ta tóm tắt phim về một cậu bé bán bật lửa. Cậu trông rách vờ lờ với cái bánh mì trên mồm. Cậu đang quá rét và buồn ngủ nên cậu cầm bật lửa lên và bật một phát cho nó ấm. Bỗng có người đưa cho cậu cái gì đó để ăn cho đỡ rét. Rồi cậu lại bật cái bật lửa thứ hai trong khi cậu có thể bật cái cũ mà phí vạm thế cái thằng kia. Có người đưa cho cậu cái gì đó để cho đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với show của Trùng Cuối và Trùng Figure. Vâng, mùa lạnh đến rồi và Trùng Figure đã có bộ sưu tập sweater và hoodie mới. Tôi đang mặc đây. Là chiếc áo Totoro. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300, cũng không quá rẻ nhưng mà nhìn này 300 là rẻ mà. Với một mức giá rất là rẻ như là 300 thì bạn có thể sở hữu những mô hình như này để trang trí phòng ngủ, phòng làm việc hay là bất kỳ cái gì của bạn. Chương trình giảm giá sẽ kéo dài suốt cả tháng 12 nên là còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Ken kia bị đút kem mồm. Một vụ giết người liên hoàn được phát hiện dựa trên 7 tội lỗi của loài người trong kinh thánh: kiêu ngạo, ghen tị, ham ăn, dâm dục, tức giận, tham lam, lười biếng. Hung thủ là một kẻ vô cùng thông minh và tàn nhẫn. Hắn thích thú để lại chỉ dẫn cho cảnh sát tìm đến những vụ án tiếp theo. Hai thanh tra lần theo vụ án thì lại rất nổi tiếng. Một là Morgan Freeman, aka Somerset, tay thám tử già đời thông minh nhất phố. Hai là Brad Pitt, aka Mills, tay thám tử trẻ tuổi đầy tài năng mới chuyển đến. Thật ra thì Somerset sắp đến lúc nghỉ hưu, còn Mills thì đến đây để lấp vào vị trí mà ông sắp để lại. Giai đoạn đầu là đi theo để quen việc. Mills thì mới chuyển đến thành phố cùng vợ. Đây, cô này này, nhìn là biết yêu thương nhau thế nào rồi. Mills bắt đầu một ngày mới tốt lành với một cơn mưa, rồi đi theo Somerset đến hiện trường án mạng. Nạn nhân là một tên siêu trọng úp mặt vào tô mì mà tèo, tay chân bị trói bằng dây thép. Theo kinh nghiệm 10 năm xem Conan của tôi thì chắc chắn đây là một vụ mưu sát hoặc là BDSM rất hardcore. Nạn nhân có dấu vết bị đánh vào đầu, phía dưới bàn ăn có một cái chậu đựng bãi nôn. Ngay khi bác sĩ khám nghiệm đi vào, Somerset liền đuổi Mills ra ngoài nói chuyện với hàng xóm. Thế là lúc đi về anh hơi tự ái vì cái trò hỏi thăm là chỉ dành cho bọn lính mới. Còn Mills thì cũng đã có 5 năm kinh nghiệm đi hỏi thăm rồi. Sau khi tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng, bác sĩ kết luận tên béo bị dí súng vào đầu và ăn đến bể bụng. Hai thám tử sau đó về báo cáo với sếp. Thêm một tình tiết là thủ phạm để lại 2 hóa đơn mua hàng, nghĩa là hắn đã quay ra siêu thị mua thêm đồ giữa chừng. Somerset kết luận đây là khởi đầu của một chuỗi án mạng, thế nên ông đòi từ chức vì không biết khi nào mới phá được án. Và ông không muốn Mills tiếp nhận vụ này. Nhưng không sao, ngay hôm sau là thứ ba, Mills lại nhận được thông báo một vụ khác. Nạn nhân lần này là một vị luật sư, cùng với dòng chữ tham lam trên sàn. Bức ảnh bà vợ trên bàn làm việc thì bị máu khoanh tròn đôi mắt. Lúc này thì ông sếp đến báo tin cho Somerset, nhưng thám tử già mặc kệ, bố mày nghỉ hưu rồi. Ông sếp bèn để lại một mảnh nhựa tìm được trong vụ án tên béo, rồi đi ra. Somerset liền quay lại hiện trường, phát hiện mảnh nhựa là lớp sàn bong ra do di chuyển tủ lạnh. Ông làm y hệt như thế, phát hiện đằng sau có một lối nhỏ đen vâu. Phía trên tường có dòng chữ tham ăn, cùng với một tờ giấy được ghim lên tường, ghi lại một câu nói kiểu điều răn, triết lý, chứng tỏ vụ án này với cái chết của tay luật sư có liên quan đến nhau, cùng là 2 trong 7 tội lỗi. Cũng có nghĩa là còn 5 vụ án nữa. Cơ mà Somerset cũng chỉ đi để confirm thế thôi, chứ không có nhu cầu theo vụ án đến cùng. Cứ giao việc cho nhân viên mới là được. Tuy là thế, Somerset vẫn tìm đến thư viện thành phố, tìm tất cả tài liệu liên quan, tổng hợp chúng lại, rồi bí mật đặt lên bàn cho Mills. Sang ngày thứ tư, Mills bắt đầu chuyển vào phòng của Somerset, nghĩa là lên chức sếp nhỏ. Còn thám tử già thì ngồi vào bàn nhỏ bên cạnh, lục đục làm nốt giấy tờ. Vợ của Mills gọi đến, bảo mời cả Somerset về ăn cho nó thân mật. Trong bữa tối, họ chia sẻ về cuộc sống, về một đám cưới suýt thành của Somerset, về việc căn nhà cứ như cái máy rung mỗi khi tàu điện ngầm đi qua. Sau bữa tối thì hai ông thám tử tráng miệng bằng hồ sơ vụ án, phát hiện ra hung thủ muốn truyền đạo bằng cách đưa ra những hình phạt với những tội lỗi tương ứng. Điều đặc biệt vẫn là tấm ảnh bà vợ được khoanh tròn quanh mắt. Thế là cả hai lập tức tìm đến bà này cho xem đống ảnh hiện trường. Thế là nhận ra một bức tranh bị treo ngược. Cả hai lập tức quay lại hiện trường, tháo bức tranh xuống nhưng mà không có gì. Cho đến khi kiểm tra vân tay trên bức tường phía sau tranh, một dòng chữ cầu cứu bằng vân tay hiện ra. Bên giám định mới bắt đầu đối chiếu với hồ sơ, nhưng sẽ tốn khoảng 3 ngày. Thế là hai ông này nằm ngay bên ngoài văn phòng, tâm sự kín về nghề thám tử. Cái nghề mà chỉ được mang bằng chứng cho tòa, chứ không có quyền kết án ai, không làm gì được ai. Sang đến thứ năm, dấu vân tay đã xác định được hung thủ, một tên biến thái có tiền án tiền sự. Cảnh sát được huy động để bắt giữ tại gia, nhưng trong phòng chỉ phát hiện ra một người bị trói chặt vào giường. Bên trên có dòng chữ lười biếng. Phía bên cạnh có một tập ảnh chụp nạn nhân suốt thời gian bị trói. Bước đầu tiên là chính xác một năm trước, bọn họ đang bị hung thủ dắt mũi, nhưng bất chợt nạn nhân ho sặc sụa, hóa ra là còn sống. Bác sĩ lập tức được gọi đến. Lúc này thì Mills đang cực kỳ tức giận vì bị dắt mũi, nên là đuổi ngay tay phóng viên săn ảnh vừa đến. Đã thế, nạn nhân cũng không thu được thông tin gì hữu ích. Tối hôm đó, vợ Mills gọi cho Somerset kêu là buồn quá, cần gặp mặt tâm sự. Nhưng mà không phải NTR, mà là cô này có thai. Nhưng mà môi trường mới khiến cô không thể hòa nhập, mà cô thì không muốn chồng mình chịu thêm áp lực. Thế là Somerset khuyên, nếu cô muốn bỏ con thì hãy giữ bí mật, còn nếu muốn nuôi thì phải nói với chồng. Quay lại với vụ án,
Cả hai bế tắc chờ đợi một thông điệp mới từ hung thủ. Bất chợt Somerset nghĩ ra một cách, ông kéo Mills đến thư viện, rồi liệt kê những đầu sách về 7 tội lỗi. Sau đó cả hai đi đến một tiệm ăn, gặp một tay trông hơi bẩn bẩn. Somerset lén đưa tiền cùng danh sách cho tên này. Sau đấy chờ đợi hắn quay lại ở một tiệm cắt tóc. Ông giải thích với Mills tên vừa rồi là FBI, mà FBI thì lén tổng hợp dữ liệu thư viện, nên là họ sẽ biết được kẻ nào hay đến tìm tài liệu về 7 tội lỗi. Mỗi tội là cách này bất hợp pháp, nhưng nhờ thế họ có được một cái tên, Jonathan Doe. Hai người tìm đến nhà tên này đúng lúc hắn đi về. Chưa kịp nói gì thì đã rút luôn súng ra nói chuyện. Và một hồi chạy cầu thang của Somerset, hung thủ tóm bố nó được luôn Mills. Nhưng hắn lựa chọn tha mạng. Mills tức giận muốn quay lại khám nhà, nhưng Somerset không cho. Vì nguồn tin dẫn đến căn hộ này là không hợp pháp nên không thể tùy tiện xông vào. Mills mặc kệ, vẫn đạp tung lấy cửa. Sau đó thuê một tay vô gia cư giả vờ báo án tên kia, còn mình thì chỉ là kiểm tra đúng quy trình thôi. Căn hộ bên trong tối om, chứa tất cả bằng chứng để quy tội. Hắn còn giữ tất cả ảnh của nạn nhân. Mills còn phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Hung thủ chính là tay thợ ảnh ở hiện trường mà anh đã đuổi đi. Mấy bức ảnh tay này chụp đúng lúc đấy đây này. Cảnh sát lập tức đến hiện trường phác họa hung thủ, nhưng hoàn toàn không thấy một dấu vân tay nào cả. Đúng lúc đấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Mills nhấc máy và tên sát nhân nhấn nút F, gửi lời respect đến hai thám tử rồi biến mất. Mills và Somerset ngồi xem lại những bức ảnh nạn nhân thì thấy được một nạn nhân chưa được phát hiện, nhưng cũng chỉ có thế. Sáng hôm sau, ngày thứ bảy, cả hai lần theo hóa đơn đến một cửa hàng, kiếm được một bức ảnh món đồ tên này đặt làm. Đúng lúc đấy thì nạn nhân vừa nói ban nãy được phát hiện. Địa điểm là một cái nhà thổ, trên cánh cửa có chữ dâm dục. Trong phòng, ngoài nạn nhân còn có một anh trai trần truồng run rẩy. Anh trai này cùng chủ nhà thổ được mang về thẩm vấn. Tay chủ nhà thổ không có ích lắm, còn anh trai kia thì khai tất tần tật. Hung thủ bắt anh ta đeo cái này, rồi dùng súng bắt quan hệ với nạn nhân. Sau một vụ án kinh dị như thế, cả hai quyết định ra quán rượu để xả. Lúc này Somerset cũng cố ý nói để Mills đưa vợ đến nơi khác sống tốt hơn, nhưng anh này thì không có hiểu. Ngày hôm sau, chủ nhật, tổng đài cảnh sát nhận được một vụ báo án. Lần này là nạn nhân của tội kiêu ngạo. Hắn cắt mũi một cô gái xinh đẹp, cho lựa chọn gọi điện cầu cứu hoặc uống thuốc ngủ tự sát. Thế là sự kiêu ngạo đã khiến cho cô chọn chơi thuốc. Hai thám tử sau đó quay lại sở, nhưng tên sát nhân đã đến tận nơi để thú tội và bình tĩnh để bản thân bị bắt. Vấn đề là 7 tội lỗi còn những hai, mà chẳng ai đi ăn một que binh chi linh rồi quay đầu về bờ. Luật sư của tên này bảo còn hai thi thể nữa, nhưng mà hắn chỉ đồng ý đưa hai thám tử đi xem. Nếu không đồng ý thì hắn sẽ nhận bị tâm thần, có nghĩa là được giảm án. Hai thám tử bèn phải đồng ý, nhưng mà họ sẽ được cài máy nghe lén, mặc chống đạn và có đội trực thăng hộ tống. Hung thủ dẫn cả hai ra vùng ngoại ô không một bóng người, vừa đi vừa nói đạo lý cho nhau. Thanh niên hung thủ thì cuồng tín về Chúa, tin tưởng con người đang quen dần và chấp nhận những điều xấu xa. Hắn dẫn hai người đến một vùng đất trống trải. Bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô lao đến gần, thế là Somerset đi chặn nó lại. Nhưng hóa ra lại chỉ là một anh giao hàng, nhưng có người yêu cầu anh mang đồ đến nơi này đúng giờ này. Somerset bắt đầu thấy không lành khi món đồ được mang ra. Đấy là một chiếc hộp chứa đầy máu. Ông ra lệnh cho chiếc trực thăng bay xa ra và gào lên gọi tên Mill. Tên sát nhân bắt đầu nói ra kế hoạch cuối cùng của mình. Hắn ghen tị với cuộc sống của Mill, thế nên hắn đã mò tới nhà anh, và trong cái hộp chính là đầu vợ của Mills. Hắn tự thú vì mang trong mình tội lỗi, ghen tị, và tế phẩm cuối cùng chính là sự giận dữ của Mill. Nếu mà anh bắn hắn thì tên sát nhân đã thắng, mà Mills còn mang tội giết người. Nếu mà không bắn thì làm sao mà chịu nổi. Đỉnh điểm đến khi tên sát nhân còn tiết lộ việc vợ anh đã có bầu, và mặc cho Somerset cố gắng khuyên giải, đoảng, Mills sau đó bị cảnh sát đưa đi, để lại Somerset với sự nghi hoặc về thế giới này.